Trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 của Đỗ Dũng. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 5 vừa qua là một ngày trọng đại ở bên châu Âu. Đó là ngày chiến thắng Đức Quốc xã 77 năm về trước. Và đó là cái ngày truyền thống rất lớn của Nga ở Quảng Trường Đỏ, ở thủ đô Moscow thường có những cuộc diễn binh hoành tráng. Và 9 tháng 5 vừa rồi, ông Putin, tổng thống của Nga cũng đã có mặt ở đó đọc bài diễn văn 11 phút. Cũng tuyên bố là cuộc chiến chính nghĩa yêu cầu mọi người ủng hộ cuộc chiến ở tại Ukraine. Máy bay cũng bay bầu trời mà có loại xịn thì không bay. À, không biết tại sao vào thời tiết thì là không bay. À, đó là cái ngày mà kỷ niệm năm 1945 quân Hồng quân Liên Xô đánh văng Đức Quốc xã ra và coi như là sống sót cho đến bây giờ trở thành một cường quốc và trợ giúp nhiều nước khác trong đó có cả Việt Nam nhất là trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam nhưng mà ngày hôm đó cũng là một ngày định mệnh hay sao ấy. Ông Joe Biden tổng thống thứ 46 Hoa Kỳ lại ký đạo luật cho phép Hoa Kỳ cho Ukraine mượn và thuê vũ khí của mình để chống người Nga. Đây là lần đầu tiên trong 77 năm luôn Hoa Kỳ làm chuyện này. Bởi vì năm 1941 Hoa Kỳ thập niên 40 Hoa Kỳ cũng đã làm điều đó cho các quân đội đồng minh vay mượn vũ khí thuê vũ khí để đánh nước quốc xã và trước đó thì cái đạo luật này lần, nghĩa là lần đầu tiên bảy bảy năm mỹ mới sử dụng đạo luật này trước đó đã được hạ viện bỏ phiếu 417 phiếu thuận chỉ có một phiếu chậm 10 phiếu chống mà thôi còn thượng viện là đồng thanh đồng ý cái dự luật này và ông Biden đã ký đúng ngày 9 tháng 5 Cái ngày ông Putin Tuyên bố chiến thắng Thì cũng là ngày ông Mỹ như là ký cái lệnh này và cho Ukraine vay mượn vũ khí để chống lại ông Putin. Ngay lập tức Tổng thống Zelensky của Ukraine cảm ơn ông Biden và nước Mỹ đã ký cái luật Land Lease Act để bảo vệ nền dân chủ ở Ukraine. Đó là ông thuyết ra như vậy. Còn ông Oleksiy Resikov là Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine cũng tweet ra một tweet cảm ơn nước Mỹ. Ông Zelensky tweet ra vô cùng cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người dân Hoa Kỳ đã ủng hộ cho chúng tôi chiến đấu cho tự do và tương lai. Ngày hôm nay khi mà nhìn ông Biden ký luật này, đây là một bước lịch sử. Và tôi tin rằng cùng với nhau chúng ta sẽ một lần nữa chiến thắng Và chúng tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ nền dân chủ ở tại Ukraine Và tại châu Âu giống như 77 năm về trước Tôi ý nói 77 năm về trước Mỹ đã làm cái chuyện này rồi cho đồng minh Bây giờ 77 năm sau Mỹ làm chuyện này nữa cho Ukraine cho thuê và cho mượn vũ khí đánh nhau xong rồi chừng nào xong trả mà còn nếu không cho luôn đó. Còn ông Bộ trưởng Quốc phòng Resnikov của Ukraine thì nhớ lại thấy không? Cái lời của Thủ tướng nước Anh hồi xưa cách đây 7 năm Winston Churchill đã thuyết phục nước Mỹ cung cấp và cho đồng minh châu Âu vay mượn vũ khí năm 1941 như thế nào để sau đó năm 45 thì đánh bại Đức Quốc xã và bây giờ đây là lời ông lời ông Denikop, nói và bây giờ theo như thấy không? lời thủ tướng anh nói à, thủ tướng anh chết chịu nói lúc đó thì lịch sử đã được lập lại và như tổng thống zelensky đã thuyết phục nước mỹ chấp nhận một kế hoạch tương tự để chống lại chế độ của nga tôi thấy không cái này là làm có mục đích có mục đích chứ phải không và như tôi nói cái dự luật này ngày 9 tháng 5 ký thì ngày 6 tháng 4 đã được thượng viện đồng thanh thông qua và ngày 8 tháng 4 đã được đại đa số hạ viện thông qua đó bây giờ chúng ta thấy là coi như mỹ là đem đồ qua vừa viện trợ có vừa cho vay cho mượn có luôn để sao cho ông ở ukraine nó quánh nhau với ông ông nga vì mình khoan nói ông nào đánh giùm ông nào chứ nó ở đây tôi chỉ đang muốn nói cái chuyện là cái luật cho mượn vũ khí ra hồi nãy quý vị có để ý tôi nói gì không cách đây bảy bảy năm hoa kỳ đã làm điều đó với đồng minh của hoa kỳ ở tại châu âu mà đồng minh hoa kỳ tại châu âu lúc đó là ai pháp đúng không anh và cả liên xô vĩ đại nữa quý vị à ui giời ơi, bây giờ đó đó quý vị xét ngạc nhiên vô cùng hồi nãy tôi có nói chính nước liên xô đã lớn mạnh nhờ cái đánh nhau thắng cái chiến thứ hai và liên xô giúp nhiều nước khác trong đó có việt nam mà bây giờ liên xô với mỹ lại trở nga với mỹ lại trở thành kẻ thù và bây giờ chính việt nam chính phủ việt nam mặc dù nói là tôi không chọn bên nhưng mà quý vị lên mạng rất nhiều người việt nam bây giờ chửi mỹ và ủng hộ nga có biết đâu là nga đã nhờ mỹ năm 1941 ông ơi Quý vị thấy biết con số trên đó Trên này nó con số là con số gì Đây theo tòa đại sứ Mỹ ở tại Moscow Thời điểm năm 1941 Hoa Kỳ đã gửi qua bên và giúp Nga Đánh bại Đức Quốc xã Với số vũ khí lúc đó trị giá là tổng cộng là 11.3 tỷ đô la thời đó Tương đương 180 tỷ đô la ngày nay Hồi đó là 11 tỷ, 11.3 tỷ, bây giờ là 180 tỷ. Để ngăn chặn nghĩa là chủ nghĩa Hitler hút máu, đó, họ dùng cái từ là bloodthirsty Hitler Gồm có cái gì? 400.000 chiếc xe jeep và xe vận tải. 14.000 chiếc máy bay. 8.000 chiếc máy cày có máy cày nữa để mà gặt lúa sống ăn chứ đó. đây là phim cũ thế đó Bình sinh Míu và Bình sinha đó đó máy cày luôn rồi bao nhiêu3.000 chiếc xe tăng một triệu rưỡi cái mền 15 triệu đôi giày cho quân đội đôi giày 15 triệu đôi có nghĩa là 30 triệu chiếc giày Đó 15 triệu đôi giày có hiện cho Nga là hoàng phải không à. 107 000 tấn cô tông để may quần áo 2 triệu 7 tấn dầu sản phẩm dầu Và 4 chấm rưỡi 4.5 triệu tấn thực phẩm hey. Ông Mỹ đã từng làm cái này giúp cho Nga thời đại nhị thế chiến Bây giờ Mỹ ông Nga thành kẻ thù Đừng bắt bẻ nha Liên Xô với Nga khác nhau không khác gì đó Nó chỉ khác tên thôi Cùng dòng máu mắt xanh mũi lõ tóc vàng sợi nhỏ Uống rượu vodka Nói cho biết luôn Và lúc đó Đó là những cái mà chúng ta thấy Có ai biết đâu Bây giờ 7-7 năm sau Chính nước Mỹ làm điều này Nhưng mà làm để chống lại Nga Quái oăm cho lịch sử lịch sử quái âm quý vị quá quái âm đúng không quá ư là quái âm vì sao mà mỹ làm chuyện này lát tôi nữa sẽ nói cho quý vị sau và xin mời quý thuật có thể cho coi cái màn hình laptop của tôi thôi lát nữa sau phần quảng cáo sẽ cho quý vị coi cái bản đồ nước mỹ cung cấp cái đường đi cung cấp cho nước nga như thế nào năm 1941 để mà nga có thể đánh bại đức quốc xã chuyện chuyện có thật với chuyện có thật quý vị ơi bây giờ mỹ lại cũng giúp ukraine mà lát tôi sẽ nói tại sao mỹ giúp nga và giúp ukraine xin quý vị đừng rời màn hình sat chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại vâng quý vị như mình của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi sẽ lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói một cái chuyện là ngày 9 tháng 5 vừa rồi là ngày chiến thắng ở bên nga thì cũng là ngày ông tổng thống Joe Biden của Mỹ ký cái luật cho là vay mượn rồi gì đó đại khái cung cấp viện trợ các thứ vũ khí cho Ukraine để chống lại người nga và tôi trình bày cho quý vị đó chuyện là nó có từ lâu, từ năm 1941 Mỹ đã làm điều đó với người Nga. Hồi nãy tôi có trình bày cho quý vị cái số lượng hàng hóa mà Mỹ cung cấp cho Nga thời đó như nào. Bây giờ tôi sẽ cho quý vị coi cái bản đồ mà các cái tàu của Mỹ đi hướng nào để đưa Nga. Và cái số lượng là cái số tấn hàng hóa chở. Bởi vì để quý vị nhìn ví dụ 15.000 cây súng có thể là súng gì đó mình biết có thể một cây súng nặng mấy chục ký. Bây giờ mình tính về tấn đó nha cái trọng lượng mà tàu chở xin thầy cho coi cái laptop của tôi đây đây quý vị thấy nè từ 22 tháng 6 năm 1941 đến 20 tháng 9 năm 1945 nước Mỹ đây đây là những cái đường tàu mà Mỹ chở cung cấp cho nga quý vị thấy không đây nhá đường này là nhỏ nhỏ nè mỏng mỏng nè 452 000 tấn đi qua phía bắc nước nga đi qua eo biển Bering à không phải eo biển Bering đúng rồi eo biển Bering giữa Alaska và Vladivostok và quý vị thấy không vào đây 452.000 tấn. Từ đây vượt Đại Tây Dương thẳng qua luôn. À không, vượt Thái Bình Dương chứ. Từ California vượt Thái Bình Dương đâm thẳng vào Nga đây. 8.244.000 tấn. Thấy chưa? Rồi bên miền Đông này. New York New York này đi đường vòng qua châu Phi này, đi vào vùng vịnh đưa vào này 4.160.000 tấn rồi cúng từ miền đông đi qua châu phi không? đi vào địa trung hải đi vào hắc hải 681 trăm tấn cúng từ miền đông đi qua biển bắc cực đi vào vùng đất phần lan đây đó lúa phần lan này đại phần lan đây đó đi vào phía bắc này qua biển baltic 3 triệu chín trăm tấn đó quý vị thấy không đây là những cái đường thủy mà Mỹ cung cấp hàng hóa và vũ khí cho Liên Liên Xô lúc đó để đánh nhau với ông Đức này. Cho quý vị thấy. Tại sao Mỹ làm như vậy? Lúc đó ông Roosevelt thực sự ra ông cũng chẳng có mặn mà gì đâu. Nhưng mà ông thấy cái ông phát xít Đức đó, bệnh quá quá bậy thành ra mới ký này để mà thưa quý vị ngăn chặn cái sự tàn bạo của hitler cái sự vô nhân tính của hitler cái sự vô nhân đạo của hitler mà ngày nay cả thế giới đều biết ngoại trừ ông lavrov ông biết ông nói ông hitler gốc do thái luôn <laughs> sau đó putin xin lỗi thế bà luôn là... mỹ không chấp nhận cái chuyện đi xâm lăng nước khác à có người sẽ hỏi là nước mỹ cũng xâm lăng nước khác yes tôi đã từng nói với quý vị tất cả mọi người chúng ta đều có gốc xâm lăng và gốc di dân mỹ cũng xâm lăng nước khác thậm chí nhiều hơn là khác nhưng mà nên nhớ kẻ mạnh luôn luôn đúng kẻ mạnh luôn luôn đúng Xâm lăng kiểu Hitler là xâm lăng tầm bậy Xâm lăng mà không được người khác ủng hộ Xâm lăng mà bị Mỹ Nếu mà xâm, lăng, mới có chính kia thì Mỹ đã ủng hộ rồi Mỹ không ủng hộ Cho nên Mỹ mới cung cấp thực phẩm Và lương thực và, và vũ khí cho Nga để đánh chặn Ông Hitler đó Ngày nay cũng vậy nhưng mà nó ngược lại <laughs> Ông Hitler Putin Cũng làm cái trò đó cũng lấy cái cớ đó đủ thứ cớ y chang Hitler ngày xưa để mà phá hỏng cái trật tự mà nước Mỹ đang duy trì trật tự đó của nước Mỹ nước Mỹ xâm lăng nước ta không? yes xâm lăng rất nhiều khác nhưng mà nhờ có nước Mỹ mà thế giới này mới ổn định chỉ có từ ngày 20 tháng giêng năm 2017 khi mà ông tổng thống 4 năm của Mỹ lên mới mất trật tự bởi vì ông co cụm về ông rút về cho nên ông Putin mới nhờ cái trò này Bất ổn định Trong đó có cả Việt Nam luôn rồi không Tôi rất lấy làm lạ là nhiều Ông bà Việt Nam lên trên mạng Xã hội ủng hộ ông Putin mà không biết Là nguồn gốc là từ ông Donald Trump Và ủng hộ ông Trump nữa chứ Chính cái đó mới làm bất ổn thế giới Mà trong đó có Việt Nam mà chính ngày 11 tháng 5 vừa rồi ông Phạm Minh Chính thủ tướng của Việt Nam phát biểu tại CSIS, Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế cũng cho rằng vì những xung đột như thế là bất ổn thế giới trong đó có Việt Nam. Thế mà nhiều người không nhìn ra đi ủng hộ loại độc tài phát xít như kiểu Putin là sao? <laughs> Trở lại vấn đề. Thì ngày nay nước Mỹ cũng làm như vậy đối với Ukraine để ngăn chặn Putin, Hitler hay là Hitler Putin, y như Mỹ làm 7, 7 năm về trước. Mà hồi đó quý vị biết đó, một trong những cái nơi mà chở hàng hóa nhiều nhất, mà sản xuất nhiều nhất mà chở qua Nga đó là Alaska. Ở Alaska đó, nãy quý vị thấy trên màn hình đó, nó có một cái đài tưởng niệm, nó gọi là Alaska Siberia World War II. Ở đó nó có hai cái tượng một cái tượng ông nga một tượng ông lính nga một tượng ông lính mỹ cái nơi đó là cái nơi mà sản xuất những cái thứ có sản xuất vũ khí để chở qua bên nga luôn lúc đó và cái có thể cho coi cái laptop rồi để cho vị coi cái, 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 này cái tượng đài này đây ông nga này ông mỹ này cờ mỹ này cờ nga này đấy là alaska siberia Chu này đây đây là ông ông Rumsfeld, Ronald, Rumsfeld đúng rồi ông Rumsfeld ông đến thăm cái tượng đài này thấy không đây là cái nơi mà mỗi đây là tám chuyến bay của Mỹ bay từ Alaska đến đến Liên Xô để chở hàng bay qua bên Siberia qua cái chương trình Land Lease Act à, Ronald Rumsfeld đến thăm này thấy không cái này nằm ở thành phố Fairbanks tiểu bang Alaska, à, thấy, thấy không? Alaska, Siberia, World War II, bay gần 8.000 chuyến chiếc máy bay từ tới từ Alaska tới Âu uh, tám 8.000 chiếc máy bay tới Alaska và tới cái vùng Xô Viết và những cái người mà 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 phi công bay để mà cung cấp ở bên Siberia đó cái điều này nó cho thấy là thưa quý vị tại sao Mỹ làm như vậy tại sao Mỹ làm Tôi không biết họ có tính toán hay không Tôi không biết và là vừa ký đúng ngày ông Putin nghĩa là Duyệt binh ở tại Quảng Trường Đỏ Phải chăng ông Biden muốn nhắc nhở ông Putin Maybe có thể lắm Bởi vì Thượng Hạ Viện đã thông qua ngày 28 tháng 4 Tôi tin rằng ông Biden cố tình ký vào ngày 9 tháng 5 là cái ngày mà người ta dự định là ông Putin cũng sẽ tuyên bố chiến thắng ở Ukraine tuyên bố sẽ làm cho thế giới là đi vào địa ngục tuyên bố gì đó nhưng mà ông đã không tuyên bố gì cả ông chỉ nói là cuộc chiến chính nghĩa yêu cầu mọi người ủng hộ bởi vì cái ngày đó là cái ngày mà dân nga tưởng niệm những người đã chết những hồng quân của nga mà ông đi ông trôm cái ngày đó cái tinh thần ngày đó để mà cho cá nhân ông và ngày hôm đó giống như là bị trời xui bất khiến như chính ông đại sứ của Nga cầm vòng hoa đi đến nghĩa trang Hồng Quân ở tại Quốc xa bị dân ở đó tạt sơn đỏ vào mặt, cứ nhớ tôi kể không? Nhưng cái đó nó không ghê bằng tại Washington DC. Ông bảy đần, đần vô cùng ký cái luật vào đúng ngày đó. Cái luật đó nhắc nhở nước Nga 77 năm về trước. Chính Quý vị là nạn nhân của Hitler, tôi giúp quý vị. Ngày nay quý vị lại trở thành Hitler và tôi giúp Ukraine, quá hay. Ông này ông đần mà bị đần mà xong đần đần mà sao mà kinh quá vậy ta? À, tôi nói thiệt là may mà ông đần đấy nha, ông không đần là còn chết nữa đó. Nghe khó chịu không quý vị nhưng mà đó là sự thật. Tôi xin nhắc lại. Hồi nãy tôi nói cái dự luật này đã được Thượng viện thông qua từ ngày 6 tháng 4. Hạ viện thông qua ngày 28 tháng 4 Nhưng bảy đần Đần quá Đợi tới 9 tháng 5 mới ký Là sao Là sao Tính làm hoen ố cái ngày Victory Day của Putin đúng không? Chắc là vậy <laughs> Kinh thiệt đó. Nhắc nhở hai cái chuyện Đúng như vậy 7, 7 năm về trước Nhưng nó đổi chiều Một anh từng là nạn nhân của Chủ nghĩa phát xít Bây giờ lại đi tố cáo người khác là phát xít Để ra Thực ra mình mới là phát xít Và bây giờ Mỹ lại một lần nữa Đưa tay ra giúp đỡ kẻ thế cô Giống như Mỹ đã từng làm 77 năm về trước Đối với kẻ thế cô Liên Xô Mà từ đó Liên Xô mới lạnh Mới lớn mạnh mới giúp cho những kẻ thế cô khác Ở những vùng khác Mà lúc đó là kẻ thế cô của nước Mỹ à, thật vui không Lịch quá nhiều cái độc đáo Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị ở những kỳ sau.